Thưa quý vị và cùng với những lễ tưởng niệm này thì chúng ta sẽ cần nhìn rõ vai trò của chính mỗi người chúng ta trong cuộc chiến chung tay bảo vệ cuộc sống bình yên và đem lại bình yên cho mọi người. Và chúng ta cũng sẽ không được dùng Covid-19 là một lý do để có thể làm những cái điều ác, những điều xấu. Rất nhiều những hành vi tiêu cực ở trong ngành y tế diễn ra trong thời gian vừa qua. Và một trong số đó là câu chuyện về việc cắt thuốc F0 để điều trị cho các ca F0 bị tuồn ra ngoài bán. Thưa quý vị, theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở này đang phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ và Phòng Cảnh sát Kinh tế của Công an thành phố hồ chí minh để điều tra về vụ việc thuốc monopiravir đã bị tuồn ra ngoài và bán tràn lan trên mạng theo đó sở y tế đang phối hợp với phòng an ninh chính trị nội bộ và phòng cảnh sát y tế thuộc điều tra đối với các thuốc kháng virus bán ra ngoài bước đầu xác định một số cá nhân đơn vị tại quận bình tân quận tân phú và quận 10 trong đó có một số nhân viên y tế có dấu hiệu kinh doanh trái phép thuốc này Cụ thể khi kiểm tra nơi làm việc kho dược của Trung tâm Y tế huyện Bình Tân, à, xin lỗi quý vị, Trung tâm Y tế quận Bình Tân, lực lượng chức năng phát hiện thuốc Monoperver còn thiếu 60 hộp. Giải trình về việc thiếu hụt này, một dược sĩ làm việc tại đây cho biết đã cấp cho khu cách ly 20 hộp, tuy nhiên việc thiếu 40 hộp còn lại người này không giải trình được. Hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.